Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 24 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua, bão số 6 đã đổ bộ đất liền Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khi đổ bộ mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, do chịu tác động của hoàn lưu bão đã có gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 8. Giữa khu vực đất liền ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9, vùng ven biển có nơi cấp 8 giật cấp 10. Sau khi đổ bộ, trong sáng ngày hôm nay, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành vùng áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 107,9 độ kinh đông trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Dự báo do ảnh hưởng của bão số 6 trong ngày hôm nay và ngày mai, những cơn mưa lớn sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Trong đó, khu vực từ Quảng Nam trở ra đến Quảng Trị cũng như là khu vực phía bắc của Tây Nguyên là Kon Tum và Gia Lai sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Sẽ có mưa lớn nên từ nay tới ngày 25 tháng 9, trên các sông suối tại đây có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ tại thượng lưu sông Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam hay là Bình Định lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Các sông Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi hay là Gia Lai lên mức báo động 2, có con sông trên báo động 2. Có con sông của Kon Tum lên mức báo động 2, báo động 3, có con sông sẽ trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Phần còn lại của Tây Nguyên là các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng cũng như là khu vực Nam Bộ. Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong ngày hôm nay cũng như ngày mai có mưa rào và dông ở nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Do mưa nhiều nên nhiệt độ ngày hôm nay trên khu vực đều không cao, dao động trong ngưỡng từ 27 đến 30 độ tại vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trở ra với miền Bắc, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây nên từ hôm nay đến ngày 26 tháng 9 ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Còn ban ngày thì trời có nắng mưa đan xen, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong ngưỡng từ 28 đến tới 31 độ. Giữa khu vực phía tây bắc nhiệt độ cao hơn, dao động trong ngưỡng từ 32 đến 33 độ.